Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh nhé. Kính chúc quý anh chị và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu về tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 nữ mệnh trong năm 2021. Trước khi vào nội dung chính, các bạn và quý anh chị đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm 2021, nữ mạng, sinh năm 1965. Ất Tỵ, 57 tuổi, nữ mạng, sinh từ ngày 2 tháng 2 năm 1965 đến ngày 20 tháng 1 năm 1966. Tướng tinh, con trâu, con dòng xích đế tăng khổ. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm 2021, nữ mạng. Mạng quả gặp năm thổ là sinh xuất xấu, chủ về hao tài, tốn của, sức khỏe kém. Sao mộc đức tốt, may mắn, danh lộc tốt. Hạn tam kheo, xây xác, tay chân. Vận niên thử quy điền tốt. Thiên can ắt gặp tăng, tương xung, thay đổi. Địa chi tỵ gặp sửu, tam hợp, tam tai. Tình cảm không được tốt, công việc khó khăn. Luận tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 trong năm 2021, nữ mạng về mặt sao hạn. Sao mộc đức, tức mộc tinh. Bản chất đây là một phúc tinh nên sao mộc đức sẽ mang đến may mắn, những điều vui vẻ, may mắn về cuộc sống, nhất là về hôn sự, tốt nhất vào tháng 10 âm lịch. Mộc đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời. Bán buôn vốn một phát mười, gia môn rộng rã nụ cười ấm no. Tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm 2021, nữ mạng về hạn tuổi. Hạn tam kheo, tức tiểu hạn. Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Dịch nghĩa: hạn tam kheo có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của đương số, chủ về tay chân, xương khớp hay tai nạn giao thông bất ngờ. Cẩn trọng đề phòng các bệnh liên quan đến xương khớp, chứng phong thấp hoặc bệnh về mặt như mỏi mắt, mờ mắt. Tử vi trong năm 2021 tuổi Ất Tỵ, nữ mạng về tứ trụ. Thiên lợi, địa lợi. Đây là một năm thuận lợi và may mắn cho công việc làm ăn của quý bà tuổi Ất Tỵ. Mọi dự định đều đạt được kết quả tốt đẹp như kỳ vọng, nhờ có quý nhân hỗ trợ. Gia đạo của quý bà năm nay cũng có nhiều chuyện vui, đó là thêm người, thêm của hoặc hỷ tính, cưới sinh. Tử vi tuổi Ất Tỵ, nữ mạng trong năm 2021 về vận niên. Thử quy điền, chuộc về với ruộng lúa thì không còn phải lo kiếm ăn, ăn bao giờ cho hết. Người gặp vận niên thử quy điền thì chủ về có của ăn của để, tài lộc thăng tiến, công danh tốt, ra ngoài kết giao được nhiều bạn tốt, hay có hỷ sự. Dù dự định làm bất cứ công việc nào cũng được quý nhân giúp đỡ, làm ăn kinh tế được trọng dụng, quan lộc có nhiều cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm 2021, nữ mạng về màu sắc hợp tuổi. Trong năm 2021 thì tuổi Ất Tỵ quý bà nên dùng màu xanh để tăng cường tài lộc và sức khỏe của bản thân, không nên dùng màu đỏ hay màu hồng, chủ về mọi việc bất ổn, lo lắng, suy nghĩ nhiều. Kết luận về mặt sao hạn. Đây là năm cuối trong 3 năm tam tai của quý bà, sinh năm 1965. Xét về sao chiếu thì tốt nên có giảm đi phần nào những khó khăn của năm tam tai. Tuy nhiên quý bà cần lưu ý đến sức khỏe không tốt hoặc chuyện buồn trong gia đạo. Luận tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm 2021, nữ mạng về sao chiếu theo năm. Tại cung tiểu vận có các sao cố định: Tang Môn, Phi Liêm, Lưu Hà, Thai. Bộ sao này chủ về sức khỏe của quý bà kém, đó là các bệnh về máu huyết, ngoài ra gia đạo cũng có chuyện buồn đưa tới. Tại cung xung chiếu có các sao cố định: Thiên Quan,
Phượng Cát, Giải Thần, Lộc Tồn, Bác Sĩ, Đế Vượng, Bạch Hậu. Bộ sau này mang ý nghĩa về được hưởng âm phúc của tổ tiên. Cùng với đó, quý bà ra ngoài làm việc gì cũng thuận. Nếu có hung cũng hóa cát. Tại cung nhị hợp có các sao cố định. Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hậu. Quý bà cần chú ý có bệnh trong người hoặc có thể bị con vật cắn. Tại cung tam hợp có các sao cố định. Thiên Mã, Thanh Long, Điếu Khách, Bệnh, Phục Binh, Tuế Phá, Thiên Hư, Quan Đế. Bộ sau này chủ về sức khỏe của quý bà tuổi Ất Tỵ không được tốt. Trong gia đạo có chuyện buồn đưa tới. Công việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn và chú ý có thể mất mát của cải. Kết luận. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng trong năm 2021 thì có thể nhận thấy đây là một năm không thuận lợi, mang đến nhiều khó khăn. Nếu quý bạn di chuyển đi lại cần cẩn thận. Ngoài ra sức khỏe của quý bà cũng không tốt lắm trong năm Tân Sửu, lâu khỏi và có sự buồn phiền trong gia đạo. Tổng kết tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm 2021 nữ mạng. Về phương diện công việc ngoại giao. Trong năm Tân Sửu, quý bà tuổi Ất Tỵ, các công việc ngoại giao đều không được thuận lợi, mối quan hệ hạn chế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc làm ăn, kinh doanh, mua bán của quý bà. Về phương diện tài chính. Đây là năm hao tiền, tốn của, chi tiêu nhiều của người tuổi sinh năm 1965 nữ mạng. Do gặp khó khăn trong công việc kinh doanh, buôn bán và sinh hoạt của gia đình, nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Về phương diện gia đạo. Quý bà tuổi Ất Tỵ, trong năm Tân Sửu 2021 về gia đạo có nhiều tin vui, đó là tin vui về hỷ tính cưới sinh hoặc thêm người thêm của, thêm con thêm cháu trong họ hàng nội tộc, anh em bạn bè. Về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của quý bà trong năm Tân Sửu, chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp, ra ngoài cẩn thận xe cộ. Phương pháp giải hạn tử vi tuổi Ất Tỵ nữ mạng trong năm 2021. Cúng sao giải hạn, sao Mộc Đức. Tuổi Ất Tỵ nữ mạng trong năm 2021 gặp sao Mộc Đức chiếu mạng. Đầu năm dân sớ cầu tài, cầu lộc vào mỗi tháng và cúng vào lúc ngày 25 âm lịch. Cúng vào lúc 19 đến 21 giờ, thắp 20 ngọn đèn và lại về hướng đông làm lễ. Bài vị dùng giấy xanh và ghi. Đông phương giáp Ất, Mộc Đức tinh quân, rồi khấn. Cung thỉnh thiên đình, thánh văn cung đại thánh, trùng quan triều nguyên Mộc Đức tinh quân vị tiền. Mộc Đức sao ấy tốt thay, thập ngoạn thập nhị đặng rời ăn lai. 25 cúng kiến nhằm ngày, cờ vàng 20 ngọn lại rời hướng đông. Giải hạn nữ Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2021. Tuổi hợp. Người tuổi Ất Tỵ nữ mạng hợp nhất với tuổi sinh năm 1965 và tuổi sinh năm 1982. Kết hợp với những tuổi hợp trong năm Tân Sửu, quý bà đón nhiều may mắn, niềm vui và kết quả tốt đẹp. Tuổi kỵ. Quý bà tuổi này khắc kỵ với người sinh năm 1978, sinh năm 1995. Đây là hai tuổi, nếu kết hợp công việc gì đều có thể đem lại buồn phiền, trở ngại và khó khăn cho cuộc sống của quý bà. Luận tháng tốt xấu trong năm Tân Sửu 2021. Tháng 6. Tháng 6 là vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch, là tháng xấu nhất trong năm Tân Sửu của quý bà. Tháng này tập trung những chuyện thị phi, chuyện buồn đưa tới. Tháng tốt. Tháng tốt là tháng 5 và tháng 9 âm lịch, là hai tháng tốt nhất trong năm Tân Sửu của quý bà. Tháng tốt nên làm việc gì cũng được thuận lợi, may mắn và hanh thông như ý. Luận tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm 2021 nữ mạng theo tháng. Vào mùa xuân tháng 1, vui xuân năm mới cùng gia đạo, nhưng tình cảm gia đạo của quý bà không được tốt, có thể xảy ra mâu thuẫn. Tháng 2, quý bà đi ra ngoài cần cẩn thận xe cộ, chân tay. Công việc bị người ngoài phá hoại có thể ảnh hưởng đến công việc làm ăn của quý bà.
Tháng 3, đây là tháng có nhiều tin vui về kinh doanh mua bán, về bằng cấp hoặc mở mang cơ sở làm ăn. Vào mùa hạ, tháng 4, trong tháng này quý bà làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông, nhờ có người giúp đỡ. Tuy nhiên, sức khỏe của quý bà trong tháng này không được tốt, có thể ốm đau, bệnh tật. Tháng 5, khi đi ra ngoài quý bà cẩn thận xe cộ. Ngoài ra trong tháng này gia đạo của quý bà tuổi Ất Tỵ có chuyện buồn đưa tới. Tháng 6, tháng này cũng là tháng thuận lợi cho việc kinh doanh phát triển sự nghiệp, nhờ có quý nhân hỗ trợ, tuy nhiên quý bà cần cẩn trọng trong việc đầu tư tiền bạc. Vào mùa thu, tháng 7, quý bà xuất hành đi xa có thể gặp nhiều chuyện bất lợi, trở ngại, khó khăn, không lường trước được, bên cạnh đó còn bị nói xấu sau lưng, thị phi. Tháng 8, tháng này chủ về tiêu pha nhiều tiền bạc cho các công việc, quý bà cũng nên chú ý sức khỏe, nhất là bệnh tê thấp, nhức mỏi. Tháng 9, trong nhà có sửa sang mua sắm đồ, tuy nhiên tuổi Ất Tỵ, quý bà lưu ý có thể mất mát của cải, tiền bạc. Vào mùa đông, tháng 10, đây là tháng có thể có tang trong nội tộc, hoặc người già ốm đau, bệnh tật lâu ngày, khó khỏi. Tháng 11, tháng này quý bà có lộc từ người khác đưa tới, có thể là con cháu biếu tặng, ngoài ra quý bà chú ý về sức khỏe liên quan đến các bệnh máu huyết. Tháng 12 là tháng cuối năm rất đổi hanh thông, mọi chuyện trong gia đạo cuộc sống của quý bà đều suôn sẻ, có tin vui, tuy nhiên quý bà cần lưu tâm về sức khỏe. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.